Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà làm fan tip bằng Chrome ha, cực kỳ đơn giản luôn nha. Thì của khách hôm nay mình sẽ làm view nhé, làm review. Thì review thì cũng đơn giản rồi đúng không? Chúng ta chỉ cần báo nhãn trong khu vực bên trong móng đúng không? Đó thì cũng có cái video về chủ đề fan tip bằng Chrome này bữa trước mình có chia sẻ rồi. Đó, thì hôm nay mình cũng chia sẻ lại cho những bạn nào mà mới vào kênh hoặc là những bạn nào mà chưa biết cách thức. Thì đầu tiên trước khi mình làm review thì mình sẽ chạy nhãm ha. Mình chạy nhãm cái khu vực móng thiệt, sau đó mình sẽ cắt tỉa da cho nó sạch sẽ nhé. Đó, mình chuẩn bị một cái mặt móng cho nó sạch sẽ gọn gàng thì mình làm review thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Đó, mình nên cắt da nhé các bạn ha. Đó, cắt da xong thì mình sẽ đắp được cái bột sát chân và nó sạch sẽ hơn. Thì làm phiếu nó cũng đơn giản đúng không các bạn? Mình chỉ cần bôi cái primer ha. Đây là primer của CND nha các bạn. Sau đó mình chỉ viết phiếu thôi ha. Mình lấy một cục bột nhỏ thôi. Và mình lắp đây. Thì đối với làm phiếu thì các bạn lúc mà các bạn lấy nữa thì các bạn nên lấy ít nước nha. Thì khi các bạn lấy một cục bột nhỏ thì các bạn phải lấy cái lượng nước ít. Tại vì khi mà các bạn đắp lấy cục bột nhỏ mà các bạn lấy nước nhiều thì cái bột nó sẽ rất là chảy nhé. Đó, nên khi mà mình đắp làm phiếu mình nên lấy nước ít nhé. Và làm phiếu thì các bạn chỉ việc lấp đầy cái chỗ mà cái móng nó mọc ra thôi ha. Tại vì cái mặt móng nó cũng có đủ độ dày rồi. Và hôm nay có khách chỉ làm phiếu vẽ phép nên mình lấy một cái màu giống á, cái màu bấy nó giống cái màu cũ, rồi mình chỉ viết lấp đầy lên thôi ha. Đó, nhớ ha, chăm sóc hai bên cái mép đó, cho hai bên cái mép nó đủ bột nha các bạn. Rồi thì hiện tại thì có đắp bột và có vẽ phép á, thì thứ năm này là sẽ về nha các bạn. Đó, thì hiện tại là có đắp bột với có vẽ phép bên mình hệ thang rồi ha. Cỏ vẽ phén thì là cái loài cỏ lông nhiều mà nó dẻo á. Cái cỏ đó nó rất là nhiều anh chị em thích nhé. Thì thứ năm này nó sẽ về á. Anh em nếu mà đợi được thì thứ năm này lên website order á. Thì cái website mình sẽ để trong cái phần bình luận, phần comment á. Thì các bạn click vào phần comment thì các bạn có thể thấy được cái website của mình á. Và có promo code nữa. Thì có đắp bột, đầu dũa máy, máy dũa bột, có vẽ phép á. Thì bên mình hiện tại thì mới về thêm một số đầu dũa phả bột, phả đíp và một số đầu dũa chạy mặt mỏng dài rất là ok. Và nó cái đầu dũa chạy mặt mỏng medium thì nó safety nhé, nó được bó tròn safety và nó rất là bén nhé, chạy rất là chúng là đi bột rất là dễ dàng đó. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về làm view và vẽ Chrome á, cực kỳ đơn giản luôn. Đó, nói chung là có rất là nhiều cách thức làm nha các bạn ha. Thì mình biết càng nhiều cách á, thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn cho mình ha. Đó, thì nói chung là khi mà mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ rất là nhiều cách làm khác nhau. Và trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cách làm nha các bạn. Nhưng đều mình sẽ cố gắng chia sẻ cái cách nào mà nó dễ nhất và nó tiện nhất cho anh chị ha. Thì khi mà mình có cái cách thức làm dễ rồi á, thì nó công việc của mình nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Đó, thì sau khi mà mình đắp xong á, thì mình chỉ việc dũa xếp và chạy máy nhé. Thì cái bộ néo hôm nay làm cũng rất là nhanh các bạn, nó không hề khó khăn gì hết. Tại vì đây chỉ là một bộ phiếu và đến Chrome, nhưng đều khi mà mình làm phiếu về fan bằng Chrome á, thì mình sẽ lấy mắt tiền hơn đúng không? Mà cái cách thức làm thì nó cực kỳ đơn giản đó. Các bạn không có sợ cái tình trạng mà cái Chrome nó lém lên mặt mỏng hay gì hết nhé. Thì dũa xếp này thì mình chỉ việc dũa square thôi. Thì có nhiều bạn nói là đánh Chrome nó hay bị tróc, hay bị này nọ. Thì thực ra các bạn nên sắm cho mình những cái loại top coat cho nó xịn. Nhớ nhé. Đó, xài làm nail này thì các bạn nên cố gắng sắm cho mình một cái những cái sản phẩm cho nó thiệt là xịn, thiệt là tốt á, thì cái tay nó sẽ được
đảm bảo chất lượng tốt nhất nhé. Đó, còn cái kỹ thuật làm của bạn làm đúng kỹ thuật nữa là cái tay nó sẽ bền, nó không có cái tình trạng bị tróc, bị líp gì hết nhé. Đó, nên các bạn cố gắng ha, đầu tư cho mình những sản phẩm tốt, tiền nào của đó các bạn ha, nên cố gắng mua những cái sản phẩm nào cho nó tốt ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đi cái mặt móng ha, mình đi Kiriko trước này. Đó, đây cái đầu này thì những anh em nào mà xem channel của mình lâu ngày rồi thì biết cái đầu này là cái đầu gì đúng không? Nên mình cũng nhắc lại luôn, đấy là cái đầu mình chuyên để đi Kiriko nhé. Mình chỉ dùng nó để đi Kiriko thôi nhé các bạn. Đó, mình chỉ dùng nó để link Kiriko cho nó sạch. Và khi mà đi mặt móng thì mình sẽ dùng một cái đầu dũa khác nhé các bạn. Mỗi cái đầu dũa nó có một cái hay riêng của nó nhé. Rồi, thì sau khi mà Kiriko xong thì mình sẽ dùng cái đầu medium này ha. Cái đầu medium này thì bên mình hiện tại vừa mới về nhé. Thì cái đầu này giúp mình đi mặt móng nó rất là sạch. Cái thứ nhất là cái đầu của nó được bó tròn nên không có sợ cái tình trạng là cắt chảy máu hết. Và cái thứ hai là nó đi bột rất là sướng nhé. Đó, các bạn thấy không? Đi vài đường thôi bột ra. Và khi các bạn xài cái đầu này là nhớ vằn nó ở tốc độ 20 trở lên nhé. Nhớ vằn tốc độ cao cao một xíu nhé. Thì nó sẽ nhanh đi bột hơn. Đó. Thì nói chung là các bạn nên sắm cho mình những cái đầu dũa như thế này nè. Thì công việc của mình nó sẽ nhanh gọn và suôn sẻ hơn nhé. Chỉ cần lướt vài đường thôi. Và nhớ đi cho nó mượt nhé. Để mình... vẽ phén luôn. Thì sau đó mình chỉ việc buffer và vẽ phén thôi các bạn. Nhớ nhé, cái khâu này rất quan trọng này. Các bạn chỉ việc buffer cho sạch sẽ nhé. Và không làm gì cả nhé. Buffer cho sạch sẽ. Xong là các bạn vẽ phén lên luôn nhé. Đó, không có sơn tốt, không có sơn gì hết. Rồi, tới chrome thì mình sẽ trộn màu đen này. Và cái top coat nhé. Cái top coat thí. Mục đích cho mình trộn hai cái này lại với nhau á, là cái top coat này á, là của Cuba nhé. Đó, thì nếu các bạn chỉ dùng top coat để các bạn vẽ phén á, thì nó rất là khó, tại vì nó rất là trong suốt và rất là khó để cân. Cái thứ hai là nó sẽ rất là dễ bị răng cưa nhé. Mà các bạn vẽ màu đen không á, thì đỉnh chrome lên thì nó cũng không có bóng lắm nhé. Đó, thì khi mà mình trộn 50% top coat và 50% màu đen lại với nhau thì nó sẽ ra một cái loại gel không chùi, no wap, no whip gì đó. Thì các bạn cứ thử ha, khi mình trộn top coat và gel đen lại với nhau tỷ lệ 50-50 ha. Thì mình vẽ phén thì nó đèn khom lên nó sẽ bóng. Thì tại vì khi mà mình phá lại như vậy, mình vẽ phén mình sẽ dễ thấy được. Cái thứ nhất là mình dễ thấy được cái đường line. Cái thứ hai là cái màu chrome silver này á, mà đánh trên cái nền đen á, nó sẽ show lên rất là đẹp nha. Còn nếu mà các bạn đánh lên cái nền clear á, thì nó cũng ra silver, nhưng đều cái silver nó sẽ khác nha các bạn. Đó. Thì nên á, mình sẽ vẽ ha, vẽ phén này. Đó, mình trộn màu đen thì nhớ ha, màu đen chrome á, chrome thì mình đánh lên cái nền đen á, thì nó sẽ lên sáng và đẹp hơn. Thì nói chung là các bạn không nhất thiết là phải xài màu đen ha. Các bạn có thể trộn top coat với màu trắng, top coat với màu hồng, top coat với màu vàng, màu xanh, bất cứ màu nào cũng được nhé, không nhất thiết là phải màu đen nhé, nhớ nhé. Thì đấy là cái loại chrome silver ha. Thì các bạn không nhất thiết là phải trộn với màu đen nhé các bạn, thì tùy vào cái màu chrome khác nhau ha. Thì có một số khách thích màu chrome khác thì mình dùng cái màu khác để mình trộn với cái top coat nhé. Đó, thì mình chỉ cần hơ 30 giây và mình chà lên thôi ha. Đó. Thì mình sẽ thử một ngón cho các bạn xem ha. Đó, thì sau khi mà mình hơ 30 giây và mình đánh khom lên thì các bạn có thể thấy ha. Đó. Xong mình chỉ việc sơn top coat là mình finish nhé. Đó, thì mình sẽ đi một ngón trước đó, cho các bạn xem cái cách thức. Thì sau khi mà mình đánh khom, mình sơn cái top lên thì các bạn có thể thấy không? Cái khom này nó cực kỳ bóng nhé. Đó, thì đây là cái cách làm phén tip bằng chrome ha, cực kỳ đơn giản luôn. Thì mình sẽ làm tiếp những cái ngón còn lại nhé các bạn. Thì cái cò vẽ phén này bên mình vừa mới về cũng một thời gian mấy tuần đó, 2 tuần đó. Thì hiện tại nó hết hàng rồi, thứ năm nay sẽ có lại nhé. Thì bạn nào mà chưa có thì nên sở hữu cho mình một cây ha. Thì cái cò này mình có thể vẽ phén mỏng dài, mình có thể vẽ phén mỏng dài, phén mỏng ngắn, vẽ những cái kiểu design đơn giản ha. Thì cái cò này nó có rất là nhiều chức năng và một cái bộ của nó có 3 cây nhé, có 3 cây cò.
Thì mình chỉ việc vẽ phén á. Vẽ phén này thì đơn giản thôi đúng không? Nên nhiều bạn hỏi là sao mà thấy anh vẽ dễ vậy, thì không có cái bí quyết gì hết nha các bạn. Các bạn chỉ cần kiếm cho mình một cái cỏ vẽ cho nó dẻo, và cái thứ hai là các bạn phải tập cho nhiều nhé, mình phải luyện tập đó. Cái quan trọng nhất là vẫn là phải luyện tập, và cái thứ hai là các bạn cần phải có một cái cỏ vẽ phén tốt dẻo nhé. Thì mình làm nó rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ sơn bốn ngón luôn ha. Đó. Sơn ba ngón luôn. Rồi thì sau khi mà mình hơ đèn 30 giây thì mình chỉ việc đánh khóm lên thôi ha. Các bạn làm từng ngón cũng được, mà các bạn làm một lúc 5 ngón luôn cũng được ha, tùy vào sự sở thích cá nhân của mỗi các bạn ha. Rồi sau khi mà mình đánh ba ngón xong thì mình chỉ việc phủi nó đi thôi ha, xong mình vẽ cái ngón cái còn lại ha. Đó, thì các bạn có thể làm một lúc hai ba ngón, ba bốn ngón, một ngón đều được ha, cách nào cũng được hết. Đó. Thì các bạn chỉ việc chạy máy buffer, chạy máy cho mình ha, chạy máy cho mình xong buffer, xong rồi mình vẽ phép, mình đánh khó, mình sơn top coat là mình finish nhé. Thì đây là một cách thức mà mình hay làm, nó cực kỳ đơn giản. Thì tại vì cũng có một số bạn thì hay nói là có khó khăn trong cái việc làm cái cách này nè, có nhiều người không biết làm luôn đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đó. Thì sau khi mà xem video xong thì hầu như là quá đơn giản đúng không, ai làm cũng được, có gì khó khăn thì các bạn á, của các bạn chỉ cần cố gắng để ý xem video á. Một tuần mình sẽ cố gắng ra 2 đến 3 video cho bạn xem á, tại vì dạo này thì cũng rất là bận những cái việc khác nên các bạn thông cảm á. Rồi thì sau khi mà mình đánh xong thôi thì việc còn lại là quá đơn giản đúng không. Mình chỉ việc sơn top coat thôi ha. Đó, sơn top coat, sơn top coat. Thì bạn nào mà thích xem mình live stream hàng ngày ấy, bên TikTok thì có thể vào cái kênh TikTok mình để follow ha. Thì kênh TikTok mình có để cái link nơi cái phần bình luận đó. Đó thì thường thường á, mình làm mỗi ngày là mình làm live trực tiếp trên TikTok từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ đêm ha, là mình làm trực tiếp. Còn kênh này thì lâu lâu một tuần mình sẽ cố gắng gắn ra 2 đến 3 video cho các bạn xem. Còn bạn nào mà muốn xem trực tiếp hoặc là có những thắc mắc á, thì có thể vào cái kênh TikTok của mình để xem live stream ha. Đó, mình sẽ làm trực tiếp. Thì bộ móng này mình cũng có làm trực tiếp trên live stream với các bạn ha. Vì những bộ móng như thế này thì phiếu đánh khóm này thì mình làm tầm khoảng 30 phút là xong nhé, mà ăn tiền rất là ngọt. Rồi sau đó mình chỉ việc hớ đèn nhé các bạn. Đó, quá nhẹ nhàng đúng không? Đó. Thì bạn nào mà chưa follow kênh TikTok của mình thì có thể vào cái phần bình luận á, mình có để cái link TikTok á, bạn có thể vào đó follow và xem mình live stream hàng ngày ha, và cũng có thể vào đó để nói chuyện ha. Đó thì vậy là mình xong cái bộ phiêu đánh khó cực kỳ đơn giản đó các bạn đó. Không có gì khó thì các bạn thấy không, cực kỳ bóng đúng không đó. Thì nói chung là nếu các bạn làm đúng cách đó, thì nó sẽ sáng bóng như vậy nhé, và nó không có bị lag. Rồi thank you mọi người đã luôn luôn ủng hộ kênh của mình ha. Hẹn mọi người vào một video kế tiếp nhé. Rồi bye mọi người.